Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ đi bắn sóc các bạn nha. Thì cái liều mình làm phục sóc thì làm cái liều ấy cách đây được hơn một tuần rồi các bạn. Đây, hôm nay mình cầm cái nỏ này xong đi săn luôn nha các bạn nha. Thì các bạn xem video nhớ nhấn nút đăng ký để theo dõi nha. Thì hôm nay mình cứ đăng ký tạm tạm mà tầm 3-4 con gì đấy nha các bạn nha. Nói trước bữa hôm qua nhưng mà thôi cứ đi xem mà biết các bạn. Hôm nọ mình đi đặt thêm sắn vào nó còn có một con chạy ra các bạn. Thì cái đợt sắn đợt trước là nó ăn sạch hết rồi. Đấy. Thì bây giờ mình tiến hành mình đi ngồi luôn nha các bạn nha. Đấy. Cầm theo cái nỏ luôn. Cảnh bên xung bờ suối cũng khá là đẹp. Đấy, cho các bạn xem một vòng. Đấy. Khá đẹp, may trời, lũng gió, hái. Ok, hiện tại mình sẽ lội bè qua suối nha các bạn nha, qua suối sang bên kia. Khá mệt các bạn, hiện tại mình đến chỗ ngồi rồi các bạn. Đây. Mình mới đặt hôm qua các bạn, mà phải nói là nó cũng ăn khá là nhiều, ăn khá nhiều đấy. Chiều tầm 5-6 phần thì nó ăn hết tầm 1 phần rồi. Mình mới đặt tối qua rồi, chiều qua thì nó ăn buổi tối thì nó ăn buổi chiều như này này. Buổi chiều hôm qua thôi nó ăn khá nhiều. Đây cho các bạn xem nha. Đây dưới đất trắng bốp hết. Này nó này. Cái này mình mới đặt hôm qua. Đây. Nó ăn khá nhiều. Cái cục này là hôm qua vẫn còn này. Thì hôm nay về nó ăn nhiều. Cái này nó mới này. Đấy. Giờ mình sẽ vào trong đây ngồi nha, ngồi phục thôi. Hiện tại là 3:30, chắc tầm 4-5 giờ nó về các bạn. Giờ mới cảm nhận được là nó gần các bạn. Quá gần luôn. Mình phải lên nỏ sắn nha. Con nào con đấy là phải lên nỏ sắn rồi. Bởi vì không gian mình khá chật. Lẽ ra mình phải bỏ bớt cái cột này đi này. Cái cột này vướng này.
về nha các bạn nha. Hiện tại khá tối rồi đấy. Được mỗi con thôi. Hơi tiếc tí các bạn. Nãy có một con bụng đỏ về. Nhưng mà mình lại có điện thoại các bạn. Nghe điện thoại thế là cuối cùng phát hiện. Xong nó cứ kêu clac 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 xong xong rồi nó chạy luôn. Nó không thèm ở nữa. Chán đấy. Thôi về nha, được mỗi con được rồi. Gọi là thành công nha các bạn nha. Tôi về thôi. Cũng khá muộn, 6 giờ kém rồi. Xe đây thấy sáng tí các bạn. Đây mình chỉ được mỗi con thôi. Con. Ôi, nói chung là cũng thành công các bạn. Về về hai ba về ba gọi là về ba con đây, cả con mình bắn đấy. Lúc đầu về một con kia cũng khá khôn. Nó cứ về nhưng mà nó không vào ăn. Khó một tí. Cuối cùng về con này nó về con này nói chung là nó cũng ngu ngu các bạn. Nó không khôn mấy cái con mình bắn được này. Nó về một phát rồi nhưng mà cái kiểu mà mình bắn này nó cái lỗ nó lệch, lúc đầu nó ở bên dưới nha. Lỗ không phải là hẳn không hẳn là lệch mấy nhưng mà cái nỏ cánh nỏ này nó dài quá. Nó cứ chạm vào cái bạt ở bên trên này các bạn. Chạm phát vào cái bạt bên trên. Cuối cùng là nó bị lạch, không bắn được. Về sau nó mới nhảy lên ăn phía trên. Nhảy lên ăn phía trên thì nó chưa kịp ăn, mình bắn luôn. Cũng hơi gắt. Cuối cùng về con cuối này nó về thì nó chuẩn bị vào rồi. Nhưng mà mình có điện thoại, vợ gọi. Cho nên là nó phát hiện được phát, nó cứ kêu clac 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 trên... ở trên cái dây rừng ở trên kia thôi. Một lúc sau tưởng nó sẽ xuống, nó im lặng, nó tưởng nó xuống, nó cũng không chả thấy xuống. Hơi tiếc đi các bạn. Thôi, vậy là cũng thành công rồi nha các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn tập tiếp theo nha. Các bạn thấy video mình hay nhớ cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ nha. Còn mấy hôm nữa mình sẽ tiếp tục đi bán nha các bạn nha. Nói chung là sóc ăn khá nhiều. Đi săn sáng, buổi sáng sớm khả năng sẽ ok nó ăn sáng. Thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Nhớ bấm nút đăng ký để ủng hộ mình nha. Này nhìn cũng dài dài nhỉ. Nhìn thịt nó khá ngon lắm. Đấy. Thịt trắng bốp. Quá ngon. Ngon không các bạn? Nhìn hấp dẫn không? Quá ngon nhỉ. Trộn hơi ít tí được ở tầm 2-3 con này ngon các bạn. Có mỗi con hơi chán tí.